Gần một năm trôi qua, những nỗi đau về sự ra đi đột ngột của người vợ, người mẹ, người bà trong gia đình ông Hoàng Văn Mìn, thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên vẫn chưa được nguôi ngoai. Từng là một người phụ nữ khỏe mạnh, chỉ vì ám ảnh bởi cân nặng, bà Đinh Thị Duyên, vợ ông Mìn, đã tìm đến các sản phẩm tăng cân thông qua những lời quảng cáo trên mạng xã hội. 2 năm kiên trì dùng thuốc, theo hướng dẫn của bác sĩ Facebook, bà Duyên đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Trước cái lúc uống thì sức khỏe bà vẫn bình thường như một người khỏe mạnh. Sau khi uống thuốc vào thì có những biến chứng như hay quên này, tăng huyết áp, mẹ sốt cao thì đưa đi bệnh viện Yên Bái thì xét nghiệm ở dưới Yên Bái là cho kết quả là bệnh suy giảm tiểu cầu nên chuyển xuống bệnh viện huyết học trung ương. Xuống đấy điều trị 14 ngày thì đến ngày thứ 13 thì biến chứng nặng. Thì bệnh viện huyết học trung ương chuyển sang Bạch Mai vào khoa hồi sức cấp cứu thì được một ngày thì bà mất. Giá Như là cụm từ mà ông Mìn nhắc đến nhiều nhất kể từ khi người vợ qua đời. Ngôi nhà rộn rã tiếng cười, tiếng nói ngày nào giờ chìm trong sự vắng lặng. Mỗi ngày giữa những kỷ niệm về người vợ quá cố, ông Mìn lại vụng về làm quen với những công việc vặt trong gia đình. Hình ảnh người đàn ông lầm lũi một mình ở cái tuổi 70 không chỉ khiến những ai chứng kiến phải xót xa, mà còn là lời cảnh tỉnh với không ít người ở vùng quê nghèo này. Sợ hãi, lo lắng và dù biết có thể mất mạng, thế nhưng chỉ vài tháng sau cái chết của người hàng xóm, chị Mông Thủy Quyết lại tiếp tục với quyết tâm làm đẹp. Sản phẩm chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng niềm tin vẫn được đặt ở những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội. Cái bà mà giới thiệu cho mình cái thuốc này bà lại mất ấy, thì chị lúc đấy chị cảm thấy thế nào? Cũng lo chứ, uống trong vòng một thời gian dài ấy, trong vòng một tháng mà. Mình cảm thấy sức khỏe mình yếu đi, mình lại bị hoa mắt chóng mặt. Chị có ý định làm cái thuốc và tăng giảm cân không? Thì với cái cân nặng này thì lại muốn tăng thêm một chút, cũng có ý định dùng. Thuốc giảm cân, tăng cân, thực phẩm chức năng chữa bách bệnh, thông qua mạng xã hội đang len lỏi vào cuộc sống của những người dân chân chất ở các vùng quê. Cùng với sự thiếu hiểu biết, hạn chế về thông tin đã dẫn đến những câu chuyện đau lòng và tổn thất không gì bù đắp được về sức khỏe. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tọa đàm các vấn đề xã hội trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để có một vóc dáng cân đối với số đo và cân nặng như ý thì không ít người đã tìm tới các loại sản phẩm chức năng, thuốc giảm cân, tăng cân. Cũng chính vì vậy mà một vài năm trở lại đây, mặt hàng này thậm chí đã được chị em ưa chuộng và truyền tay nhau sử dụng rộng rãi. Thế nhưng hiệu quả của những loại thuốc này thì có thần kỳ như mong muốn hay không? Thì chắc hẳn là những câu chuyện trong phóng sự vừa rồi đã giúp quý vị và các bạn phần nào tìm ra câu trả lời. Và để bàn luận rõ hơn về nội dung này thì chương trình hôm nay mời tới trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ y khoa Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, huấn luyện viên Zumba Flip thành phố Yên Bái. Trước tiên thì xin cảm ơn các vị khách mời vì đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi chị Nhung ạ, là một huấn luyện viên thể thao lâu năm thì chị có gặp những cái trường hợp mà bị lạm dụng các loại sản phẩm thuốc giảm cân tăng cân như phóng sự chúng ta vừa theo dõi hay không ạ? Vâng. Là một huấn luyện viên Zumba, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp sử dụng thuốc giảm cân tăng cân quá đà. Có một trường hợp làm tôi nhớ mãi, khi chị đến với tôi, cơ thể chị rất là béo, có thể nói chị thuộc tiếp béo phì. Chị cũng chia sẻ với tôi rằng trước khi đến đây chị đã sử dụng sản phẩm thuốc giảm cân và cũng đạt được cái mức cân mà chị mong muốn. Nhưng trong quá trình sử dụng lâu dài thì chị có cảm thấy mệt mỏi và chán ăn, chị đã quyết định dừng lại. Chỉ một thời gian ngắn sau thôi là chị lại quay lại cái mức cân mà ban đầu chị trở về ban đầu. Cơ thể chị béo, thậm chí còn béo hơn lúc trước nữa. Trong cái thời gian mà tôi huấn luyện cũng rất là nhiều trường hợp khác nữa. Thế nhưng cái tâm lý của tất cả mọi người đều là muốn giảm cân một cách nhanh chóng và không phải tốn nhiều thời gian hay là sức lực bỏ ra. Thế cho nên là mọi người vẫn cứ muốn tìm đến những cái sản phẩm đó để dùng. Còn đối với bác sĩ Hào thì sao ạ? Trong quá trình công tác thì bác sĩ có tiếp nhận điều trị hay là biết về những cái trường hợp mà bị biến chứng do sử dụng những cái loại thuốc giảm cân và tăng cân hay không?
trong gần 20 năm công tác trong những chuyên ngành hồi sức cấp cứu thì tôi cũng đã gặp một vài trường hợp bị cái tác dụng không mong muốn của những cái thực phẩm tăng cân giảm cân, đặc biệt là những năm trước đây người ta hay dùng thực phẩm tăng cân qua những cái kênh không chính thống, rồi cái truyền miệng, người ta mua những cái thuốc thực phẩm mà có chứa hormone tăng trưởng, rồi corticoid khởi đầu thì khi uống vào thì cảm giác ăn ngon miệng, da hồng hào, cân nặng tăng lên rất mãn nguyện, nhưng dùng lâu bắt đầu xuất hiện những cái tác dụng phụ như biến chứng về da là teo da, biến chứng về nội tiết chuyển hóa như là đái tháo đường, rồi rối loạn tinh nguyệt, rồi là loãng xương, rồi thậm chí là những trường hợp nặng thì gây suy giảm miễn dịch và hậu quả là khôn lường. Vâng, thưa chị Nhung, trên thực tế là qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là qua những cái câu chuyện trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những cái cảnh báo về việc sử dụng những cái sản phẩm thay đổi cân nặng, nhưng vẫn nhiều người lựa chọn sử dụng những cái sản phẩm này. Vậy thì theo chị là tại sao? Thông tin quảng cáo, những người bán hàng đưa ra những lời nói hoa mỹ và những lời nói đó đánh trúng tâm lý của các chị em đang có nhu cầu. Vậy nên là người ta quảng cáo rằng là chỉ cần một tháng không cần đến phòng tập hay không cần tốn thời gian, sức khỏe, mọi người vẫn có thể về được cái mức cân mà mình cảm thấy mong muốn, thậm chí là còn vài ngày. Nên là nó đánh trúng cái tâm lý của chị em, cho nên là mọi người đã rất là nhiều lựa chọn cái dùng thuốc tăng cân giảm cân đó. Vậy thì đối với bác sĩ Hào thì sao? Theo anh thì tại sao chị em phụ nữ lại vẫn luôn sử dụng những cái sản phẩm mà giảm cân tăng cân này, mặc dù là đã có những cái khuyến cáo, những cái hệ lụy như vậy, liệu có phải là do cái sự thiếu hiểu biết về y học hay không? Ngay bản thân người dùng thuốc hay những thực phẩm này cũng không nhận ra mình đang lạm dụng cái thuốc tăng giảm cân, cho đến khi nhận thấy tác dụng phụ của thuốc giảm cân thì đã quá muộn. Do đó, trước khi quyết định có loại thuốc nào, thực phẩm nào thì hãy có một cái phải hỏi là cái thuốc này có ảnh hưởng gì đến cơ thể hay không, và để tránh những cái tác dụng không mong muốn thì để đạt được cái hiệu quả giảm cân an toàn thì có 5 vấn đề cơ bản khi dùng thuốc tăng giảm cân là phải tìm hiểu cái tác động lên cơ thể, và có các vấn đề tác dụng của cái thực phẩm tăng giảm cân lên các cơ quan trong cơ thể cụ thể như thế nào. Thứ nhất, về vấn đề tim mạch nghiêm trọng này, có nhiều loại thuốc giảm cân được quảng cáo làm tăng hoạt động trao đổi chất, làm giảm cảm giác thèm ăn, rồi giảm cung cấp năng lượng cho tế bào của cơ thể. Nhưng thực tế, nếu có thể thì đảm bảo các tiêu chí này thì nó là những cái thuốc giảm cân có chứa các chất kích thích. Những cái chất kích thích này thì nó có thể làm cho tăng huyết áp này, nhịp tim nhanh, thậm chí là nếu có mắc các bệnh tim mạch thì có thể gây ra tình trạng bệnh tim mạch nặng nề hơn, biến đối mặt với nhiều cái biến chứng nguy hiểm. Trước khi bị cái FDA của Hoa Kỳ cấm lưu hành vào những năm 2004 thì nhiều thuốc giảm cân có chứa ephedra là một cái chất kích thích có nguồn gốc thảo dược và rất là nguy hiểm. Nếu như dùng ở liều cao do ghi nhận thì có thể gây đột quỵ, thậm chí gây tử vong. Mặc dù vậy, một số nhãn thuốc giảm cân hiện nay vẫn sử dụng trái phép các thành phần này và được công bố vào dạng thực phẩm. Ngoài ra thì uống thuốc giảm cân có thể gặp các vấn đề về đường tiêu hóa, khả năng gây nghiện. Nếu thuốc giảm cân có các chất kích thích, nhiều khả năng tìm đến mạnh hơn gây bất hợp pháp, như là họ có thể cho cocaine hoặc methamphetamine. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phần đầu của chương trình thì đã phần nào giúp chúng ta thấy được sự nguy hại của việc tùy tiện sử dụng các loại thuốc giảm cân, tăng cân hay là các loại thuốc thay đổi cân nặng. Mặc dù vậy nhưng những sản phẩm này hiện vẫn đang được bày bán tràn lan trên thị trường, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội với nhiều chủng loại, nhiều mức giá và nhiều tác dụng khác nhau. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng các vị khách mời theo dõi ghi nhận của phóng viên về thị trường thuốc giảm cân. Giảm 8kg sau 7 ngày, đánh bay 3-7kg sau 1 tháng, hay 15 ngày tăng 3-5kg. Những lời quảng cáo đầy sức hút này đã đánh trúng tâm lý mong muốn thay đổi cân nặng cấp tốc và ít gian nan của rất nhiều người. Thế nhưng sau những lời khẳng định đó là một thân hình lý tưởng hay biết đến là bệnh viện. Tinh chất của nó 100% bằng tự nhiên mọi người nhé. Để lôi kéo khách hàng, một trong những chiêu trò quảng cáo của các đại lý bán thuốc tăng cân, giảm cân là nhấn mạnh thành phần sản phẩm hoàn toàn là thảo dược. Tuy nhiên, việc kiểm chứng mức độ an toàn của những sản phẩm trôi nổi trên mạng Internet là rất khó khăn. Những sản phẩm mà làm cho tăng cân thì hiện nay là những sản phẩm này thì hay được phối hợp những dược chất như là thành phần là corticoid.
thì những thành phần corticoid này thì có tác dụng phụ là giữ muối nước thì sẽ là tăng cân rất nhanh. Thứ hai nữa là làm cho tình trạng tích mỡ trong cơ thể của người sử dụng thì sẽ làm cho béo ở phần trung tâm như phần thân, phần bụng, phần vai nhưng mà lại teo cơ ở ngoại vi và lâu dần thì để lại hậu quả nặng nề và cũng rất khó hồi phục khi đã bị teo cơ và tích mỡ và lâu dài sẽ gây nên những cái rối loạn chuyển hóa làm cho cơ thể sẽ bị yếu đi và cũng ảnh hưởng đến toàn thân, cũng có thể gây nên những cái bệnh, rất nhiều bệnh kèm theo. Hoặc là đối với những loại sản phẩm mà làm cho gầy thì cũng hiện nay trên thị trường những sản phẩm mà không rõ nguồn gốc thì cũng đã được khuyến cáo là có những thành phần dược chất được phối hợp là gây ảnh hưởng đến thần kinh, đến tim mạch và những dược chất đấy lẽ ra phải được kê đơn hoặc là bị cấm thì vẫn được phối hợp và nếu như sử dụng lâu dài thì sẽ gây rối loạn chuyển hóa đến nhiều cơ quan trong cơ thể và cũng có thể là ảnh hưởng đến cả tính mạng. Theo lẽ thường, có cầu ắt có cung. Rất nhiều người nuôi ảo tưởng có được thân hình lý tưởng nhờ vào các sản phẩm thảo dược như những lời quảng cáo. Đặt hết niềm tin vào các bác sĩ mạng xã hội, nhiều người không biết rằng bản thân đang giao sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của mình cho những chuyên gia ảo, để rồi tiền mất tật mang. Ở bệnh viện thì cũng tiếp nhận rất nhiều những trường hợp. Hầu hết những bệnh nhân đấy đều dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Một là thực phẩm chức năng, hai là các thuốc cam cân giảm cân, ba là các thuốc lá cây mà không được thẩm định về nguồn gốc. Và đến với viện với cái tình trạng có thể từ nhẹ nặng, ở mức độ nhẹ có thể những cái phản ứng dưới da như là mẩn ngứa dị ứng. Và nặng hơn đó là những trường hợp và bị suy giảm các cái chức năng về gan, về thận. Để mà điều trị những cái trường hợp như này, với những trường hợp thông thường nhẹ thì có thể là sẽ điều trị ổn định và có thể khỏi ra viện, trở về tương đối bình thường. Nhưng có rất nhiều những trường hợp nặng nề hơn thì sẽ là phải lọc máu và cũng có những trường hợp cũng không qua khỏi. Vâng thưa chị Nhung ạ, cân nặng thì là vấn đề mà hầu hết tất cả các chị em và bây giờ thì cả các anh em nữa đặc biệt quan tâm. Vậy thì đối với chị thì sao? Chị có quan tâm tới những cái sản phẩm tăng cân hay giảm cân hay không? Và việc chị thấy là mua những cái sản phẩm này thì có dễ dàng hay không thưa chị? Dạ vâng, cân nặng hiện giờ là vấn đề hàng đầu mà chị em phụ nữ quan tâm đến. Nhưng mỗi người lại có một cách lựa chọn riêng để có một vóc dáng như mình mong muốn. Chính vì vậy mà nhiều người bất chấp mọi hệ lụy đằng sau cái việc sử dụng thuốc để lại mà vẫn sử dụng. Mình chỉ cần ngồi ở nhà đặt một cái cú điện thoại cái là sẽ có sản phẩm, 2 ngày hôm sau sẽ có sản phẩm về ngay. Thưa bác sĩ Hào, cái thuốc hỗ trợ tăng cân giảm cân thì được quy định rất là nghiêm ngặt khi bán. Vậy cụ thể thì những cái quy định này như thế nào? Trong cái nghị định số 15/2018 của Chính phủ thì quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Thì trong vấn đề này thì có những cái vấn đề cơ bản như là thứ nhất là về cái thủ tục trình tự công bố sản phẩm, thủ tục đăng ký công bố sản phẩm hay là cấp các giấy chứng nhận kiểm tra của nhà nước về an toàn thực phẩm, về nhập khẩu, xuất khẩu, nhãn sản phẩm được quy định, quảng cáo sản phẩm, rồi các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sử dụng phụ gia, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, rồi là truy xuất nguồn gốc thực phẩm và một số cái văn bản quy định như là tại nghị định số 115/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm ban hành ngày 4/9/2018 hay tại nghị định số 158/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Ngoài ra một số văn bản nữa. Vâng, có thể thấy là có rất là nhiều những cái văn bản của pháp luật yêu cầu chặt chẽ về cái việc là sử dụng cũng như là mua bán những cái sản phẩm thuốc tăng cân giảm cân đúng không ạ? Tuy nhiên thì qua phóng sự mà chúng ta vừa xem cũng như là trên thực tế thì là cái việc bán hay là mua những cái loại sản phẩm này thì rất là dễ dàng. Đặc biệt là việc bán, theo chị Nhung, qua cái quá trình mà chị theo dõi thì chị thấy là cái việc bán những cái sản phẩm thuốc giảm cân này thì có dễ hay không? Khi ta dở máy điện thoại ra thấy mở trang Facebook, có rất nhiều trang Facebook cá nhân tuyển tổng đại lý. Điều kiện của họ rất là đơn giản, chỉ cần vài triệu hoặc có thể không cần bỏ ra đồng nào. Mọi người chỉ cần đăng tin bán được sản phẩm là bên tổng đại lý sẽ cung cấp cho. Điều đấy có thể cho ta thấy là mua và bán các sản phẩm này là điều quá dễ dàng. Và nhất là trong cái thời buổi là công nghệ thông tin, ai ai cũng sử dụng mạng xã hội.
Như vừa trao đổi cũng như là những cái chia sẻ của chị Nhung thì có thể thấy là mặc dù là những cái quy định của pháp luật là nghiêm ngặt như vậy, nhưng mà cái việc kiểm soát thì vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy theo bác sĩ thì việc này tại sao? Chính những cái lời quảng cáo trên mạng xã hội không tham khảo ý kiến của các bác sĩ hoặc các chuyên gia, thậm chí nhiều trường hợp không phân biệt được giữa thuốc và thực phẩm chức năng, dẫn đến mua nhầm. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tiêu dùng. Những người dân tìm mua các sản phẩm tăng giảm cân này thì qua quảng cáo mà không quan tâm đến chất lượng, tính hợp pháp của sản phẩm, nguy cơ phải mua thuốc thực phẩm giả trên mạng là rất lớn. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm tăng giảm cân trên mạng như này đã ra vấn đề về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng. Tình trạng kinh doanh thực phẩm chức năng nói chung và các thuốc tăng giảm cân nói riêng đã chưa được kiểm soát, là một kẽ hở cho những đối tượng buôn bán những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng nhái, hàng giả rầy rẫy trên thị trường. Một cái thực trạng đặt ra là nhiều khó khăn trong quản lý của nước về lĩnh vực này. Một vấn đề nan giải nữa là việc kiểm soát các sản phẩm tăng giảm cân sách tay, gọi là hàng sách tay, thì rất khó vì các giao dịch chủ yếu thực hiện trên các mạng xã hội. Việc quản lý các đối tượng kinh doanh cũng không hề dễ dàng, hành vi thì rất khó phát hiện. Người bán hàng thì có rất ít hàng hoặc không có hàng, mà nhiều khi đặt hàng xong mới đi lấy về. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sức hút từ những lời quảng cáo có cánh về việc dễ dàng thay đổi cân nặng thần tốc có sức cám dỗ quả là lớn. Tuy nhiên thì thành công chưa thấy đâu, mà hậu quả để lại về kinh tế và sức khỏe thì không gì bù đắp được. Vậy làm thế nào để có thể giảm cân vừa khỏe vừa đẹp thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình để có được những thông tin hữu ích. Thưa chị Nhung ạ, quay trở lại với những trường hợp mà chị vừa trao đổi ở phần đầu của chương trình, thì qua cái chia sẻ của họ đối với chị, thì khi mà họ dùng những cái sản phẩm tăng cân, giảm cân hoặc là những cái sản phẩm thay đổi chức năng, thì họ có tìm đến cái sự tư vấn của bác sĩ hay không? Vâng, trên thực tế, hầu như tất cả các đại đa số chị em phụ nữ khi sử dụng các cái thực phẩm chức năng hay thuốc giảm cân đều không đến trung tâm y tế hoặc nghe lời tư vấn của bác sĩ, mà mọi người tự ý dùng. Nhưng những cái trường hợp mà tôi được biết thì trong cái quá trình dùng, mọi người có giảm cân, có về cái mức cân mà mình cảm thấy hợp lý. Thế nhưng cái hậu quả đằng sau là mọi người cảm thấy chán ăn và mệt mỏi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ngưng sử dụng thì mọi người lại quay lại cái mức cân ban đầu, thậm chí là còn béo hơn. Vâng, thưa bác sĩ Hảo, vậy thì như chúng ta vừa trao đổi là có những cái sản phẩm mà mặc dù là nó tự nhiên, mặc dù nó là an toàn, nhưng khi mà chúng ta sử dụng mà không có sự tư vấn của bác sĩ, không phù hợp với cơ thể của chúng ta thì nó cũng sẽ gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào? Trước hết, khi mọi người tìm đến các sản phẩm thay đổi cân nặng thì cần phải lưu ý các vấn đề như sau. Cái thứ nhất là phải có cái thức phẩm này là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sau khi thấy cái nguồn gốc sản phẩm rõ ràng rồi thì bạn cần phải lưu ý đến cái tiêu chí vàng. Thứ hai đó là cơ chế giảm cân của sản phẩm. Bởi lẽ các sản phẩm chỉ mang lại hiệu quả và an toàn khi có cơ chế rõ ràng và khoa học, chứ không dựa vào cái kinh nghiệm hay là theo cảm tính. Khi biết được các tác dụng phụ có thể gặp, đó là tiêu chí vàng thứ ba để giúp cho đánh giá tính an toàn của sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Và cái điều cuối cùng, trước khi sử dụng thì bạn phải lên đến gặp các chuyên gia và những về y tế, chuyên gia về thực phẩm, am hiểu về thuốc thực phẩm hỗ trợ thay thế thay đổi cân nặng để được tư vấn trước khi sử dụng, đồng thời biết cách phát hiện xử trí các tác dụng không mong muốn của các sản phẩm này khi cơ thể mình nó có những triệu chứng bất thường. Vâng, thưa chị Nhung ạ, bên cạnh những cái người tìm tới các cái sản phẩm thay đổi cân nặng với mong muốn là nhanh chóng có một vóc dáng lý tưởng, thì cũng có rất là nhiều người kiên trì rèn luyện thể dục thể thao thành công, cải thiện cái cân nặng mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là thành công trong việc thay đổi vóc dáng nhờ tập luyện thể dục thể thao, thưa chị ạ? Vâng, cũng như quan điểm trên tôi đã nói, cách tốt nhất để có một sức khỏe và thân hình thon gọn, mọi người phải kiên trì tập thể dục thể thao và kết hợp chế độ ăn dinh dưỡng, mỗi ngày bỏ ra 30 phút đến 1 tiếng, lựa chọn cho mình một môn thể dục
hợp với bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ không có đường tắt nào để đạt được thân hình hoàn hảo, bởi cái gì thì cũng có giá của nó. Hoặc chúng ta bỏ tiền bạc và sức khỏe để đổi lại việc giảm cân qua các cái sản phẩm trà giảm cân, các cái thực phẩm chức năng, hoặc chúng ta bỏ công sức và thời gian luyện tập thể dục thể thao kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý để có được vóc dáng mơ ước mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Phần cuối của chương trình thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện giảm cân thành công nhờ tập luyện thể dục thể thao của một bạn trẻ. Và câu chuyện này thì cũng là hiện tượng truyền cảm hứng và nghị lực cho những ai muốn giảm cân, có được vóc dáng lý tưởng. Đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn trong chương trình lần này. Kính chào và hẹn gặp lại.